Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh kiếm tiền online của mình. Sau mỗi video mà mình review, nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người để ủng hộ mình nha. Rồi, thì trước khi vào giới thiệu cho các bạn một trang web kiếm tiền mới á, thì mình cập nhật cái tình hình rút tiền của hai trang web đầu đó coi trước đó mình có giới thiệu cho các bạn đó. Đó là con Docklash ha. Và con Docklash X ha các bạn. Rồi, thì đầu tiên là con Docklash này á, thì hôm nay mình có tiến hành rút tiền. Thì mình có tiến hành rút tiền ở trang web này. Đây withdraw, đây nè các bạn. Mình đang rút tiền nè, nó pending nè ha. Rồi thì trước đó vào ngày 11 tháng 9 á, thì mình có rút tiền nè các bạn 1,6 đót nè ha. Rồi thì mình sẽ show cái lịch sử rút tiền của cái phần này cho bạn coi ha. Là 1,6 đót nè ha. Còn cái phần này nó đang trả tiền cho mình ha các bạn. Trang web này hiện nay trả tiền rất là uy tín ha. Rồi cho nên các bạn cứ yên tâm ha. Nếu ngày mai mình có ra video thì mình sẽ cập nhật cái rút tiền này nếu mà nó chuyển tiền về cho mình ha các bạn. Rồi thì là con Docklash ha các bạn. Đó. Đây Docklash ha các bạn, 1,6 dot này ha. Giờ ngày 11 tháng 9 ha các bạn. Rồi thì đó là mình vừa cập nhật cho các bạn tình hình rút tiền của trang web đầu tiên, đó là trang web Docklash. Trang web thứ hai là trang web Docklash X ha các bạn. Đó, trang web thứ hai là trang web Docklash X. Thì hôm nay mình cũng có tiến hành rút tiền nè. Thì trang web này á thì nó trả tiền về cho mình liền ha các bạn. Không cần phải đợi ha. Các bạn đợi chút xíu ha, mạng hơi chậm. Đây các bạn, đây là sổ rút tiền của mình. 12 tháng 9 nè ha các bạn. Ngày 12 tháng 9 nè ha. Mình có rút là 1,2 đó. Và nó đã trả cho mình ha các bạn. Và con Docklash X ha các bạn. Đây Docklash X nè ha các bạn. 1,2 đót nè ha. Ngày 12 tháng 9 nè ha. Rồi, thì hiện nay cả hai trang web Docklash X và Docklash á là đang trả tiền rất là uy tín ha. Cho nên các bạn nào đã và đang tham chiến cho trang web này thì tiếp tục tham gia để kiếm tiền cùng mình ha. Còn bạn nào chưa biết đến trang web này á thì hãy xem cái phần hướng dẫn video của mình đối với hai trang web đầu đó coi này ha. Thì mình có để ở phía bên dưới video á. Các bạn chưa tham gia thì coi để tiến hành tham gia kiếm tiền ở trang web này ha. Rồi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trang web auto kiếm 8 loại đồng coin cùng một lúc và tiền về thẳng ví luôn các bạn, và ba trang web auto kiếm Dogecoin, đồng tròn, Litecoin hoàn toàn miễn phí. Và cả hai trang web này sau khi các bạn chạy xong thì tiền về thẳng ví ngay lập tức các bạn. Ở đây á thì các bạn chuẩn bị sẵn hai địa chỉ ví cho mình, một là ví FastPay các bạn, hai là ví Exet Crypto các bạn ha. Hai trang web này ha, hai địa chỉ ví này ha các bạn. Rồi thì đừng liên tham gia 4 trang web auto nữa, mình sẽ để phía bên dưới video ha. Nếu bạn nào muốn tham gia thì hãy nhắn vào link bên dưới để đăng ký ha các bạn. Rồi thì mình sẽ tiến hành vào trang web đầu tiên, đó là trang web là auto faucet ha các bạn. Thì ở đây á là khi chúng ta vào giao diện chính của chúng ta là như thế này. Thì ở đây á, nó chỉ để hỗ trợ ví là Exet Crypto thôi các bạn ha. Các bạn đi địa chỉ ví này nè, nó chỉ hỗ trợ cái địa chỉ ví là Exet Crypto thôi các bạn ha. Các bạn có địa chỉ ví này, sau đó các bạn á, khi mà tham gia trên trang auto faucet nè, các bạn dùng cái địa chỉ ví là cái ID của nó, các bạn nó ghi rõ là cái ID ha. ID thì các bạn lấy từ đâu? ID các bạn lấy từ đây, thường là bắt đầu chữ EC đầu nè các bạn, và kết thúc là một dãy số ha. Của mình là EC, chữ EC đầu và số cuối là 848 các bạn. Thì các bạn copy địa chỉ từ đây, sau đó các bạn dán vào cái ô này. Đặc biệt ở đây nó chỉ hỗ trợ ví Exet Crypto để mà tham gia chiến trên trang web này thôi các bạn. Sau khi các bạn nhập cái địa chỉ ID của Exet Crypto xong thì các bạn nhấn login now. Rồi xin lỗi các bạn, ở đây nó hỗ trợ tới là 10 loại đồng coin luôn các bạn. Thì ở đây sau khi nhấn vào đây á, thì ở đây mình có tham chiến thử rồi thì nó trả tiền rất là ok các bạn. Và khi chúng ta mà mới bắt đầu á thì ở đây nó sẽ là 30 phút chứ không phải là 19 phút như mình ha các bạn. Rồi nó thì cứ mỗi 60 giây á, cứ mỗi 60 giây thì nó sẽ trả những cái phần tiền này cho chúng ta ha, và nó auto. Tuy nhiên ở đây á, chúng ta là phải treo máy ha bạn, các bạn phải treo máy ha, buộc phải treo máy ha mới nhận được tiền ha. Thì nếu các bạn muốn đào loại đồng coin nào á thì các bạn nhấp vào đây. Ở đây á, ở đây thì mình đào 1 2
3 4. Mình đào thử bốn loại coin này cho các bạn xem ha, là đồng Tron ha, đồng Postcoin, đồng Static và đồng Zcash ha các bạn. Rồi. Đồng Tron, đồng Static. Nó nhảy ngược ha các bạn. Từ ha. Đồng Postcoin. Và đồng Zcash. Bốn thằng này nó nằm gần nhau ha. Cho nên mình check bốn thằng này để tham khảo cho các bạn xem ha. Thì các bạn để ý á, thì sao nếu mà cái dòng quay này nó không cho chúng ta nhận tiền á, thì chúng ta phải đợi 60 giây sau thì chúng ta canh cho để nhận tiền ha. Bây giờ mình đợi thử khoảng hồi nãy là nó khoảng 50 giây của nó để xem tiền có về hay không ha các bạn. Để mình kiểm tra địa chỉ ví của mình cho bạn xem ha. Thì đó với cái đồng bot. Đồng bot hiện nay á, số cuối của mình là 660 nè các bạn. À, còn đối với đồng Tron á là 524 nha các bạn. Và đối với Zcash á, cái này là dễ con nhất là 51 các bạn. Và Static á là 477 các bạn. Các bạn hãy nhớ những cái dãy số này giùm mình ha. Một lát nó có thay đổi á, thì tức là tiền nó tăng lên. Còn nếu cái dòng quay này nó không thay đổi á, thì dòng quay 60 giây sau nó sẽ thay đổi các bạn. Rồi. Đó, thì nó xong cái dòng quay rồi nè ha. À, để mình kiểm tra địa chỉ ví của mình xem ha các bạn. Đó, nó tăng lên này các bạn, hồi nãy 24 giờ 38 rồi nè ha. Ở đây 3 lên, ở đây nó lên nữa nè ha. Nè ở đây rõ nhất là 51 nha các bạn, mà lên 63 ha. Và ở đây là nó lên hồi nãy là hình như là mình nhớ là hình như 4 hay gì đó. Là nó lên 83 luôn ha. Rồi cứ mỗi 60 giây thì tiền chúng ta lại tăng lên bình thường ha các bạn. Tuy nhiên ở đây nó chỉ hỗ trợ địa chỉ ví là set crypto ha các bạn. Rồi. Thì á sau khi á hồi nãy mình có nói mới vô nó sẽ cho chúng ta là 30 phút nhảy ngược các bạn. Thì sau khi hết 30 phút ở trên này á, sau khi hết 30 phút ở trên này thì nó sẽ bắt chúng ta là xem quảng cáo của nó, là nhắn để giải mấy short link mà mình thường hay làm ở những video trước các bạn. Giải mấy short link xong thì nó sẽ quay trở lại cho chúng ta là 30 phút ha. Rồi đó, thì bây giờ tạm thời là mình để ở đây, sau đó mình quay lại mình kiểm tra tiền mình vài lần nữa các bạn. Ở đây là 38 nè, 36 nè, 63 nè và 83 ha, chút xíu nữa các bạn kiểm tra ha. Rồi thì tiếp theo mình tạm để đây, mình đi qua cái phần tiếp theo ha. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn á, các bạn đợi chút, mình sẽ cho các bạn chỉ các bạn cách để dễ xem ha. Khi mà các bạn mà để treo cái trang web này auto mà các bạn xem phim nghe nhạc gì đó thì số giây trên này nó sẽ nhảy ha, nó nhảy chừng nào hết cái phần mà 30 phút ở phía trên này nè thì các bạn quay lại để giải để coi short link ngắn của nó ha, quảng cáo ngắn của nó, rồi sau đó là các bạn trở lại là 30 phút ha. Các bạn khỏi cần nhắn để đây ha, các bạn chỉ để treo vậy thôi, các bạn làm chuyện khác là để cái số giây và số phút trên này ha. Rồi thì đó là mình vừa sơ lược cho các bạn về con auto offset. Các bạn cái đường link đăng, cái đường link giới thiệu của các bạn nằm phía bên dưới này ha các bạn, rất rõ ha, đường link giới thiệu của bạn nằm bên dưới nè. Thì cứ mỗi một người mà bạn giới thiệu á, bạn sẽ nhận được 25% tổng số tiền họ kiếm được ha, cho tất cả các loại đồng coin đây ha. Bạn có thể đào một lượt là 10 loại đồng coin cũng được ha các bạn, chứ không nhất thiết là phải đào 4 loại như mình ha. Rồi thì mình vừa sơ lược cho các bạn về trang web là auto offset ha các bạn. Bây giờ mình chuyển qua ba trang web kiếm auto, kiếm đồng dot, đồng tron và đồng litecoin. Thật ra ba trang web này, cái kiểu web này thì các bạn đã quá quen rồi, thì mình không cần phải nói nhiều, các bạn cũng hình dung được rồi ha. Còn nếu các bạn nào mới á thì hãy xem những video mà mình có làm auto trước đó, nó cũng tương tự như cái này thôi. Thì đầu tiên á, các bạn được quyền chọn là ví Accept Crypto, là cái ví hồi nãy mình mới giới thiệu đó. Và cái ví thứ hai là ví Faucet Pay. Ở đây mình chọn ví Faucet Pay ha. Faucet Pay. Đây, Faucet Pay đây các bạn. Đó, sau đó các bạn nhấn vô Deposit. À, rồi sau đó có chọn, bạn chọn cái địa chỉ ví của bạn ha, ví dụ như Dogecoin, Litecoin, Dash, Bitcoin, đồng Tron này ha. Ở đây mình giới thiệu Tron, Dogecoin và Litecoin nha các bạn, ba cái địa chỉ ví này ha. Thì đầu tiên là mình lấy cái địa chỉ ví của Dogecoin ha. Đó, thì sau khi có địa chỉ ví đó coi, các bạn cứ dán vào đây thôi. Sau đó các bạn nhắn tôi không phải người máy. Rồi sau đó các bạn giải captcha của nó. Rồi ok. Rồi, mình giải sai captcha đó, mình giải lại nha các bạn. Rồi, thì nó khi nó chạy hết 3 lần ở đây á
thì chúng ta sẽ nhận về là 55.000 Satoshi hết các bạn. Rất là ok ha. Đó. Rồi thì mình cứ để nó chạy thôi. Đây là đường link giới thiệu của các bạn ha. Mỗi một người mà bạn giới thiệu bạn sẽ được 25% trên tổng số tiền họ kiếm được các bạn. Rồi ở đây mình đã kiếm được là 660.000 rồi nè các bạn. Mình mới test thôi cho nên mình đã treo được chỉ được mới 660.000 thôi. Rồi trang web thứ hai là trang web kiếm đồng tròn. Thì đây thì tương tự như trang web đó hồi nãy mình giới thiệu thôi. Bạn được chọn một trong hai bí để xếp Victor và Faucet Faucet Bay. Thì đây mình chọn Faucet Bay ha. Ở đây là địa chỉ bí của mình, bạn copy từ bí Faucet Bay qua đây ha. Cái bí từng bí hồi nãy mà mình giới thiệu cho bạn đó, bí này nè, Faucet Bay nè. Rồi sau đó bạn copy cái đường link từ từ đây. Rồi sau đó các bạn dán qua là ok ha. Rồi, sau khi mình bỏ địa chỉ bí vào thì các bạn nhắn cho bạn nhiều máy và giải captcha ha. Rồi. Rồi, giải sai captcha nữa rồi. E E X D W mạng bữa nay cái mạng của mình hơi lắc hay các bạn, bạn thông cảm ha, nó hơi chậm tí. Rồi trong thời gian chờ đợi thì mình nhập captcha bên đây ha. Đây nó đã chạy ha các bạn, bạn đợi chút xíu ha để xem cái kiểm tra thì nó có bị viết ha. Ví dụ nó hiện dòng chữ đỏ phía trên ha, ví dụ hiện dòng chữ đỏ phía này thì là đang báo lỗi, thì bạn nhấn vào dịch sang tiếng Việt để xem lỗi nó là cái gì. Thường là lỗi của nó là vòi nó hết tiền ha các bạn, sang ngày mai á các bạn thường là từ khoảng 6 giờ là vòi nó hết tiền rồi. Mình thấy tất cả các ô tô đều vậy hết, thì tầm khoảng buổi sáng các bạn quay lại treo ô tô là nó chạy bình thường ha. Rồi đó, tiếp theo là đồng Litecoin các bạn. Thì mình chọn Faucet Bay, sau đó mình xin lỗi các bạn, đây là cái đường link giới thiệu của bạn ha. Mỗi một người bạn giới thiệu cũng sẽ được là 25% trên tổng số tiền họ kiếm được các bạn. Rồi mình chuyển qua đây coi ha, mình nhập bí Faucet Bay vào đây. Đây là bí Faucet Bay, cái bí Faucet Bay của mình cho Litecoin, chọn trong phải người máy, sau đó các bạn giải captcha. Rồi sai captcha, lần captcha giải đầu thường bị sai lắm các bạn, mình không biết lý do tại sao nữa, mặc dù mình có nhập đúng đi chăng nữa chưa tìm ra nguyên nhân. W W M I A đó, nó đã chạy rồi ha các bạn. Rồi thì trong thời gian chờ đợi cái này nó các bạn nè, bắt đầu nó đã hết cái thời gian này các bạn, nó kêu chúng ta là giải cái short link nhắn để đảo lại auto ha. Ở đây mình giải short link cho các bạn xem luôn ha. Thì các bạn nhắn vào cái phần short link nè, chữ short link này ha, các bạn thấy rất rõ ha, chữ short link này nè, nhắn vào chữ short link này, nhắn vào đây đó, sau đó các bạn đợi chút xíu, các bạn nhắn lại ha, nó nói sai ha, nó chúng tôi bắt đầu đang làm việc nè ha, nó chuyển các bạn qua cái đường link mới, sau đó khách nhận tôi không phải người máy. Nếu mà có trang quảng cáo các bạn cứ tắt đi ha, xác nhận không phải người máy, sau đó các bạn nhấn nhấn tiếp tục, có trang quảng cáo các bạn cứ tắt ha, nhấn tiếp tục đó, các bạn đợi 8 giây ha, đợi chút xíu các bạn đợi 8 giây. Rồi sau đó các bạn nhấn kết link, có trang quảng cáo các bạn cứ tắt ha. Đó, sau đó nó trở về ha các bạn nè, các bạn được 30 phút rồi nè các bạn. Sau khi hết 30 60 giây này nó tiền nó sẽ về cho các bạn ha. Rồi ở đây mình chọn là thiếu Zcash rồi, chọn Zcash nữa. Rồi thì trước khi nó hết 60 giây này để mình kiểm tra địa chỉ ví coi tiền có tăng không các bạn. Đó, hồi nãy là 38 này ha, 36 này ha. Sau 3 này ha, các bạn để ý cái Zcash này là dễ coi nhất, 83 này ha. Đây, mình reset lại cho các bạn xem ha. Đây nó tăng lên 66 rồi ha các bạn. Ở đây là 40 rồi nè. Đó. Ở đây nó là lên 99 rồi ha các bạn. Ở đây là 07 rồi nè, tức là nó lên cái số ở cuối nè ha. Rồi. Chút xíu mà đảo lại mình kiểm tra cái nữa rồi mình kết thúc cái con auto concept ha các bạn. Rồi, thì mình kiểm tra xem đây, nó đã báo là success rồi ha các bạn. Là một một phần một 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 phần của thằng Dogecoin đã về về ví ha các bạn. Đây mình kiểm tra địa chỉ ví liền đây.
Đây các bạn. Đó, hai đó coi này ha, nó đã về là 16.165.000 đó ha các bạn. Ngày 13 tháng 9 luôn ha các bạn, rất rõ ha. Rồi. Đó là cái thằng thứ nhất. Giờ mình đợi đây, thằng này cũng auto xong luôn ha các bạn, sẽ set luôn ha. Dogecoin ha. Ê, xin lỗi các bạn, là đồng tròn ha. Mình kiểm tra luôn thằng thằng này luôn một lượt luôn. Thằng này thì mới chạy thôi. Thì mình kiểm tra của thằng tròn trước ha các bạn. Tròn. Đây các bạn, hai tròn auto process ha. Nó về cho mình là 180.000 tròn ha, 180.000 tròn ha, vào ngày 13 tháng 9 ha các bạn. Rồi hai con này là rất là ok ha, hiện nay vòi nó còn tiền ha các bạn. Nếu ban đêm các bạn, nếu mà các bạn tham gia kiếm tiền ngay vào ban đêm á, thì đây nó sẽ hiện dấu chữ đỏ ha, có thể ha. Cho nên là các bạn nhớ dịch sang tiếng Việt ha, để xem cho nó nói cái nội dung là cái gì ha các bạn. Ha. Rồi có thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment bên dưới video ha, hoặc là gửi nguyên dòng chữ nó xuống cái comment cũng được. Rồi, thì mình đợi con Litecoin nữa. Các bạn đợi chút xíu ha. Rồi, mình trả qua đây mình xem chút. Rồi, thì để trong thời gian chờ đợi thì mình cập nhật cái tình hình rút tiền cái nữa rồi mình kết thúc con auto process ở đây ha các bạn. Rồi. Thì mình kiểm tra địa chỉ biết Egress Crystal ha. Rồi, 66 nè. 40 nè ha các bạn, 66 40 nè ha. 0799. Rồi, mình refresh đăng cái. Đây nó lên 80 ha các bạn. 80 nè. Đó, ở đây là 92 nè ha. Ở đây là lên 19 nè. Ở đây là lên 123 ha các bạn. Rồi hiện nay trang web này tham chiến rất là ok ha. Các bạn chỉ cần treo máy để đó, không cần phải làm gì hết, nghe nhạc xem phim gì đó tùy các bạn. Ở đây á, cái đồng tròn á là nó đang bị lỗi cái phần rút tiền thôi. Chừng một vài ngày nó sẽ sửa lỗi nè ha các bạn. Cái này thì mình gặp nhiều ha, cho nên các bạn cứ yên tâm ha. Trong quá trình trao đổi tiền bạc thì nó bị lỗi cái phần này thôi, vài bữa thì nó sẽ hết, các bạn cứ yên tâm ha. Rồi để mình nói một chút về ví Faceit Egress Crystal này ha. Thì ở đây á, khi các bạn nhận tiền thì cái cây phần trăm nó sẽ lên ha các bạn. Ở đây mình được level 4 rồi nè. Khi mà các bạn lên á, thì các điều kiện đi theo kẹp của nó, thì các bạn đủ điều kiện á, thì nó sẽ cho các bạn là ECB nữa ha. Các bạn cần thiết các bạn tìm hiểu thêm ha. Mình cũng chưa tìm hiểu sâu về vấn đề này ha. Rồi thì đây chính là cái địa chỉ ví của các bạn nè. Nó gọi là ID ha các bạn. ID của ví Egress Crystal ha các bạn. Rồi thì nếu các bạn mà muốn tạo cái địa chỉ ví nè, thì các bạn gõ vào phần YouTube á, thì có rất là nhiều người có rất là nhiều bạn hướng dẫn tạo cái địa chỉ ví này ha, rất là chi tiết ha. Cho nên nếu các bạn chưa có hãy lên đó xem hướng dẫn ha các bạn. Rồi thì đó là mình sơ lược một chút về cái trang web kiếm tiền là Auto Faucet, là kiếm là 10 loại đồng coin cùng một lúc ha các bạn. Rồi thì bây giờ mình trở lại cái thằng Litecoin của nó về chưa. Rồi các bạn, nó báo là 12 Litecoin đã về nè các bạn. Mình kiểm tra địa chỉ ví rồi mình kết thúc video ha các bạn. Rồi. Đây. Ấy xin lỗi, đây cái đây mấy like coi với các bạn. Đây nè. Like coi nè, hàng dot coin nó về nữa nè. Like coi là 12 nè các bạn. 13 tháng 9 nè ha. Rất rõ ha. Rồi. Thì mình vừa giới thiệu cho các bạn một trang web kiếm 10 loại đồng coin, auto kiếm 10 loại đồng coin, nhưng mà các bạn phải treo máy ha các bạn. Tiền thì về ví địa chỉ Egress Crystal nó chỉ hỗ trợ cái ví đó thôi ha. Và ba loại và đa ba trang web auto kiếm Dogecoin, đồng Tron và đồng Litecoin, về cả hai địa chỉ ví Egress Crystal và ví FaucetPay đều ok ha. Thì video mình kết thúc tại đây. Thì link đăng ký tham gia bốn trang web này á, thì mình để phía dưới video. Nếu các bạn có thắc mắc gì hãy để lại comment bên dưới ha. Nếu các bạn thấy video hay hãy nhấn nút đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người để ủng hộ mình nha. Rồi video mình kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt các bạn.